Xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các con trong khóa học online để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Cô cùng các con sẽ đi tìm hiểu về chuyên đề đầu tiên ST Nibit. Các con cũng đã biết trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 có 6 câu liên quan đến ST Nibit, từ mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng cho tới vận dụng cao. Cô mong rằng qua chuyên đề này các con sẽ nắm được kiến thức cơ bản để vận dụng và giải được bài tập. Phần đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu về ST. Tất cả các chuyên đề cô sẽ đi tìm hiểu theo hai phần. Phần 1, chúng ta sẽ đi tìm hiểu lý thuyết trọng tâm. Phần 2, bài tập. Trong phần lý thuyết, các con sẽ đi tìm hiểu khái niệm phân loại danh pháp, tính chất vật lý, tính chất hóa học. Phần bài tập, các con sẽ đi tìm hiểu các dạng bài cơ bản. Trong buổi học hôm nay, cô và các con sẽ cùng đi tìm hiểu về khái niệm phân loại danh pháp của ST. Mục tiêu cần đạt được sau buổi học, các con sẽ nhận biết được ST, gọi tên được các ST thông thường, biết được công thức cấu tạo, công thức phân tử tổng quát của ST. Chúng ta vào phần 1 La mã khái niệm phân loại danh pháp. Vậy ST được định nghĩa như thế nào? Chúng ta cùng nhau vào phần 1. Để tìm hiểu về khái niệm của ST, xét phương trình phản ứng tổng quát sau cho axit carboxylic tác dụng với ancol, đun nóng xúc tác axit sulfuric đặc. Sản phẩm thu được gồm có ST và nước. Tên gọi của phản ứng này các con đã học trong lớp 11, có tên là phản ứng ST hóa. Sản phẩm thu được là ST. Vậy ST được định nghĩa như thế nào? Chắc các con cũng đã có câu trả lời. Khi thay thế nhóm OH ở nhóm carboxin của axit carboxylic bằng nhóm OR phải, ta thu được ST. Các con quan sát công thức cấu tạo của ST và có nhận xét gì về liên kết hóa học? Nhìn vào liên kết hóa học trong nhóm chức CO, các con thấy rằng luôn có một liên kết pi, nghĩa là độ bất bão hòa của ST ta luôn lớn hơn hoặc bằng 1. R ở đây có thể là hydro hoặc gốc hydrocarbon. R phải là gốc hydrocarbon. Để hiểu hơn về khái niệm ST, các con làm cho cô ví dụ một sau. Cho các chất sau, hãy cho biết chất nào là ST. Các con có thời gian là 2 phút để suy nghĩ và trả lời.
Thời gian suy nghĩ đã hết. Các con đã có đáp án chưa? Hãy cùng quan sát lên màn hình để xem đáp án của cô. Tất cả các chất trên đều là este. Vậy để làm đúng được bài 1 thì các con cần phải nhớ. Để nhận biết được este, este sẽ có nhóm chức COO R phải, với R phải ở đây là gốc hydrocarbon. Chắc hẳn với chất số 3, số 4, số 5 và số 6, các con sẽ dễ dàng nhận biết được đó là este với trường hợp số 1 và số 2. Thì các con cần lưu ý đến cách viết công thức của este. Người ta có thể viết phần RCOO của axit sang phía bên trái đối với công thức số 3, số 4, số 5 và số 6. Nhưng cũng có thể viết phần RCOO của axit sang phía bên phải đối với công thức số 1 và số 2. Thì người ta sẽ có hai cách viết. Cách viết đầu tiên là R phải O O C R. Cách viết thứ hai R phải O C O R. Vậy qua bài tập trên, cô lưu ý các con cách để nhận biết este. Chúng ta dựa vào nhóm chức C O O R phải. Vậy este được phân loại như thế nào? Chúng ta cùng sang phần 2 nhỏ tìm hiểu về cách phân loại este. Dựa vào gốc hydrocarbon thì este được phân ra làm 3 loại. Theo các con, este sẽ được phân ra thành 3 loại nào? Gồm có este no, este không no và este thơm. Các con hãy phân loại các chất ở ví dụ 1 vào 3 nhóm trên. Các con có thời gian suy nghĩ và làm bài trong thời gian là 1 phút. Thời gian suy nghĩ đã hết. Các con cùng quan sát lên màn hình để theo dõi đáp án. Với este no gồm chất số 1, số 5, số 6, este không no gồm chất số 2 và số 3, este thơm gồm chất số 4. Các con có thể quan sát thấy ngay gốc hydrocarbon của este không no chỉ gồm những liên kết đơn. Còn este không no sẽ có liên kết đôi hoặc liên kết ba. Đối với este thơm, trong gốc hydrocarbon sẽ chứa vòng benzen. Vậy ngoài cách phân loại dựa vào gốc hydrocarbon, còn có cách phân loại nào khác không? Người ta có thể dựa vào nhóm chức este để phân este làm hai loại. Đó là este đơn chức và este đa chức. Tương tự như vậy, các con hãy phân loại các chất ở ví dụ 1 vào hai loại trên. Các con suy nghĩ và làm bài trong thời gian là 30 giây. Thời gian suy nghĩ đã hết. Cô mời các con quan sát lên màn hình để theo dõi đáp án. Với este đơn chức thì chỉ chứa một nhóm chức COOR phải. Vậy là chất số 1,
số 2, số 3, số 4, số 5 thuộc ST đơn chức. Với chất số 6, các con có thể quan sát thấy ngay có tới 3 nhóm chức COOCH3. Vì vậy, ST này thuộc ST đa chức và cụ thể ở đây có 3 chức ST. Vậy, dựa vào gốc hydrocarbon thì có thể phân loại ST ra làm 3 loại: no, không no và thơm. Còn dựa vào số nhóm chức có thể phân loại ra ST đơn chức và ST đa chức. Phần tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con cách xác định công thức phân tử tổng quát của ST không chứa nhóm chức khác. Vậy, để xác định được công thức phân tử tổng quát của ST, chúng ta sẽ đi từ công thức CnH2n cộng 2 trừ 2k O2a. Với k là độ bất bão hòa bằng liên kết pi cộng số vòng. Liên kết pi sẽ bằng liên kết pi trong gốc hydrocarbon cộng với liên kết pi trong số nhóm chức ST. Còn A ở đây là số nhóm chức. Ví dụ trường hợp đầu tiên, đối với ST no đơn chức mạch hở. Để xây dựng được công thức tổng quát, các con hãy đi xác định K và A. Đối với ST no, nghĩa là liên kết pi trong gốc hydro bằng 0. Đơn chức, vậy sẽ có một liên kết pi, suy ra số liên kết pi bằng 1. Do đơn chức, vì vậy A sẽ bằng 1. Mạch hở, suy ra số vòng bằng 0. Vậy chúng ta có K bằng 1 cộng 0 bằng 1. Công thức có dạng CnH2n cộng 2 trừ 2 nhân 1 O2. Và các con viết được công thức của ST no đơn chức mạch hở có dạng CnH2n O2 với n lớn hơn hoặc bằng 2. Tương tự, các con sẽ xác định cho cô công thức phân tử tổng quát của ST trong trường hợp ST không no có một liên kết đôi CC đơn chức mạch hở. Các con có thời gian suy nghĩ và làm bài trong 2 phút. Thời gian làm bài đã hết, cô mời các con quan sát lên màn hình. Đối với trường hợp ST không no có một liên kết đôi CC, nghĩa là liên kết pi trong gốc hydrocarbon bằng 1. Và là ST đơn chức, vì vậy có một liên kết pi trong nhóm chức, suy ra tổng số liên kết pi ở đây bằng 2. Do đơn chức A bằng 2. ST mạch hở, suy ra số vòng bằng 0. Từ hai dữ kiện trên, các con tìm được K bằng 2 cộng 0 và bằng 2. Công thức có dạng CnH2n cộng 2 trừ 2 nhân 2 O2. Kết quả, các con tìm được công thức của ST không no có một liên kết đôi CC đơn chức mạch hở có dạng CnH2n trừ 2 O2 với điều kiện n lớn hơn hoặc bằng 4. Vậy, đi từ công thức tổng quát
các con có thể tìm được công thức phân tử tổng quát của ST trong mọi trường hợp. Nhìn vào công thức phân tử tổng quát thì các con sẽ không thấy được nhóm chức COO R phẩy của ST. Cô sẽ tiếp tục giới thiệu cho các con cách viết công thức tổng quát của ST có chứa nhóm chức COO. Ở đây cô giới hạn là những ST không chứa nhóm chức nào khác. Có 4 trường hợp sau. Trường hợp 1, ST tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức. Trường hợp 2, tạo bởi axit carboxylic đa chức và ancol đơn chức. Trường hợp 3, tạo bởi axit carboxylic đơn chức và ancol đa chức. Trường hợp cuối, tạo bởi axit carboxylic đa chức và ancol đa chức. Các con hãy suy nghĩ và viết công thức tổng quát của ST vào vở. Các con cùng quan sát lên màn hình. Với trường hợp đầu tiên thì chỉ có một nhóm OR phải thay thế cho nhóm OH của axit. Trường hợp thứ hai, ở đây có A nhóm OH của axit carboxylic sẽ được thay thế bằng A nhóm OR phải. Ta thu được công thức của ST. Trường hợp thứ ba, đến trường hợp này thì các con lưu ý ở đây có B nguyên tử hydro của ancol đa chức sẽ được thay thế bằng B nhóm RCO của axit carboxylic đơn chức. Các con biết được công thức. Tương tự như vậy, các con sẽ biết được công thức của trường hợp cuối. Vậy đối với những công thức tổng quát của ST không chứa nhóm chức nào khác, viết với dạng có chứa gốc COO sẽ giúp các con nhìn được, thấy rõ nhóm chức của COO. Và cách viết công thức này hay gặp trong trường hợp các con thực hiện với dạng bài khi cho ST phản ứng với dung hydrocarbon, có thể no, không no hoặc thơm. Trường hợp đặc biệt R có thể là hydro, trong đó ST, đó là đối với những trường hợp ST của acid formic. Vậy cách gọi tên ST như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 danh pháp. ST có dạng RCOOR phải thì cô sẽ có cách gọi tên như sau. Đầu tiên, các con sẽ gọi tên của gốc hydrocarbon R phải. Tiếp đến là tên anion gốc axit, nhưng ở đây các con lưu ý sẽ đổi đuôi X của axit thành đuôi ác. Ví dụ 2, các con sẽ gọi tên cho cô 2ST. Vậy để gọi tên đúng được ST, đầu tiên các con hãy xác định cho cô đâu là gốc hydrocarbon R phải. Với chất đầu tiên, các con nhìn thấy ngay gốc hydrocarbon R phải, cô đã tô đậm màu xanh. Và gốc này có tên là propyl. Tên anion gốc axit tương ứng ở đây là acetat, vậy có tên là propyl acetat. Tương tự trường hợp 2, tên của gốc hydrocarbon R phải ở đây có tên là metin.
và tên anion gốc axit tương ứng ở đây là formap. Vậy ST này có tên ethyl formap. Vậy là cô và các con đã đi tìm hiểu về khái niệm phân loại ST, cách gọi tên của ST. Sau đây cô và các con sẽ cùng đi luyện tập. Câu 1. ST mạch hợp có công thức tổng quát là, có 4 đáp án. Các con có 30 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Thời gian đã hết, chúng ta cùng xem đáp án câu số 1. Đáp án chính xác ở đây là C. Câu số 2. Công thức tổng quát của ST tạo bởi một axit carboxylic và một ancol sẽ có dạng như thế nào? Chúng ta cùng xem đáp án. Đáp án đúng ở đây là D. Các con lưu ý ở câu này, axit chúng ta chưa biết là đơn hay đa, tương tự ancol cũng như vậy. Vậy đáp án chính xác nhất là đáp án D. Câu hỏi số 3. Esteno đơn chức mạch hở có công thức tổng quát là. Đáp án của cô là A. Và chúng ta cũng đã vừa đi xây dựng công thức của trường hợp ethanol đơn chức mạch hợp. Câu số 4. Công thức phân tử tổng quát của ST tạo bởi ancolno hai chức và axit carboxylic không no có một liên kết đôi CC đơn chức là. Vậy để làm đúng câu này thì các con cần phải xác định được độ bất bão hòa trong ST bằng bao nhiêu. Đối với ancol hai chức, vì vậy khi tạo bởi ST cũng có hai chức. Như vậy ST sẽ có hai liên kết pi trong nhóm chức. Do axit carboxylic không no có một liên kết đôi CC, vậy tổng liên kết pi trong ST sẽ bằng 3. Và các con sẽ chọn được đáp án đúng ở đây là đáp án D. Câu hỏi số 5. ST tạo bởi axit acetic và glycerol có công thức cấu tạo là. Vậy để làm đúng câu này, các con cần phải nhớ được glycerol có công thức cấu tạo là gì và công thức cấu tạo của axit carboxylic. Glycerol các con biết là một ancol ba chức có công thức là C3H5OH tất cả 3 lần và axit acetic có công thức CH3COOH. Vậy đáp án đúng ở đây là C. Câu số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, cô đã gửi bài tập trên luyện thi 24 cho các con. Các con về nhà sẽ làm bài tập trên luyện thi 24. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Buổi tiếp theo, các con sẽ tìm hiểu về tính chất vật lý, tính chất hóa học của ST. Hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo.